Thiệt sự luôn chị. Trời ơi, em hỏi chị nè, cảm nghĩ sao mà chị lấy cái bộ đồ này ra vậy? Chị là hỏi mày cảm nghĩ sao hôm nay là ngày mà thể hình mà mặc đồ này. Trời ơi, chị không biết cái môn em rồi. Môn này là môn mày môn gì nè? Bắn cung. Rồi mày bắn cái gì ra? Tao có cung tao bắn mà. Cung mày đâu, lấy móc cái cung mày ra đi. Không phải đâu. Chị biết sao đây mặc là chủ đề không? Sao chị bán đồ hết rồi đó. Lạnh nữa. Lại một. Tôi đã khuyên nó rất nhiều lần. Hát tao tu đi cưng, đừng tấu hài nữa. Lại một miếng sức ăn nữa. Lại một miếng sức ăn, nhà mình còn gì đâu, Thải ơi. Thải ơi, Thải ơi, thôi đồ bạc luôn, Thải còn gì đâu, con miếng quay với bà đâu. Con miếng quay hả, rồi vô. Rồi, kính thưa quý vị. Một trăm. Ai chưa hỏi chị? Bà lộ, hỏi cho người ta. Thì nhớ thì thôi. Thì nhớ thì mấy nghe nè chị, tôi tưởng tóc kìa. Tụi em á là cộng tác lâu rồi mà còn bị chửi. Bây giờ chị mới cộng tác thì chị bả đuổi chị luôn đó. Không biết hả? Là, nhưng mà mọi người ơi, không. Nó nghe là tưởng bà đội nón không đó. Vậy hả? Ừ, tưởng bà đội nón, ai ngờ trời ơi nguyên cái bộ cung lên luôn. Em cũng đợi giống bà đó. Mấy em vô tình quá, bé ẩn ẩn. Thì đó, bây giờ nè, mọi người ơi, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của một thành viên trong đoàn. Dạ. Từ tôi hết tiền ông đội vô chứ hoài. Đấy là sinh nhật cái hả? Cái làm sinh nhật cái đi bà. Để người ta làm sinh nhật cái rồi tao cho tiền. Một năm của một ngày của chồng tôi mà quắc tôi hoài. Gì vậy chú Tránh Đạn? Bữa nay chú cũng giống Úp Bạch Hải nữa đó nha. Mọi người ơi, ngày hôm nay sinh nhật muốn bạn chồng em mà chị kêu sổ đi hoài vợ. Trời ơi. Wow. Em đến nhà sôi động đi anh. Nè chồng cầm bánh kem đi. Sinh nhật. Dạ rồi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Bữa nay nó làm sao? Nó làm sao đó? Chị ơi chị đừng chửi hết nữa tôi. Bữa nay nó là khúc là khỏi đèn luôn, nó còn hát nữa. Rồi bây giờ thổi bánh kem đi ạ. À. Dạ. Trời ơi. Cảm ơn. Có ngày. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 2. Cảm ơn thanh dân thứ gì? Cô nhỏ cái bên nó thổi nữa nè. Yo. Rồi chúc mừng sinh nhật Bi Linh Dân à. Yo. Happy birthday to you. Ghê luôn á. Ông được cái nhạc thật sự nó không có ăn với tiếng tấu luôn đó. Anh ơi, anh ơi, anh thương tụi em đi bê đê mà.
Nè rồi, happy birthday với Nhân Lào. Yo, happy birthday to you. Yo, yo, yo. Happy birthday to you. Yo, yo, yo. Happy birthday, happy birthday. Mấy chị đã xuống gì ra đang lặng mà nghe tôi kêu con gọi ra ở ra có mấy con mày chị đã xuống chị đang mấy chị ra vô lần vui gặp nhau đang bé ơi ăn bánh đi làm ăn hết luôn á la ơi rượu tao cái gì ơi nó chốn đời thiệt môn. 34 số gì đây số gì đây số gì ra anh đàn em nhảy con số bảy con mấy gì đây mấy gì ra à bi hỏi gì sao là ta có tiếp nơi trong sân lần này tính là tính nói đất mình niềm mơ là mơ chúng mình sẽ gì buồn cho quyền nguyện buồn vui con mấy gì đây con mấy gì đây con muốn gì đây con muốn gì đây nhau là quý nhân nhưng khi chẳng có đất ngồi còn thì nông dân hồng mà đưa ra tao có chơi kiểu gì thì ta 43 có mấy gì ta mấy gì ta đã kết chứ anh 43 có mấy gì ta mấy gì ta số gì ta hẹn lại dầm sao còn số kính thưa quý vị, con số may mắn của số 6 một lần đặc biệt thứ hai buổi tối ngày hôm nay đã có những chủ nhân may mắn được giải. Quý vị thân mến, và trong quá trình biểu diễn, quý vị thân mến, những cái màn đùa chỉ mang lại tiếng cười cho quý vị thôi, quý vị và thông cảm nếu mà quý vị không hài lòng quý vị nha. Dạ, rồi ngay bây giờ một lần tiếp theo xin mời một khán giả bất kỳ bước lên sân khấu hỗ trợ dò lại dùm cho em được quý vị ơi. Dạ, áo đen lên đi Tân Linh, đó lên đi, áo đen luôn. Rồi, và xin chúc mừng cho hai chủ nhân may mắn. Còn ai may mắn cùng lời này nữa, quý vị bước thật nhanh lên sân khấu. Quý vị thân mến, nhớ giùm em cái vé. À, nếu mà không may mắn, quý vị lật về mặt sau, ghi họ và tên kèm theo số điện thoại ở cuối chương trình. Quý vị nhớ xếp gọn lại, chúng tôi sẽ đi gom lại một vòng để có thể có thăm trúng thưởng may mắn cho quý vị. Rồi, giới thiệu về mình đi cưng. À, em tên Nhi Mở Hồng.